Chào các bạn, hôm nay tôi xin nói về cách phát âm hai cái từ cơ bản nhất trong y khoa, đó là chức danh thông thường nhất trong y khoa là bác sĩ và điều dưỡng hoặc là y tá. Hai từ này nhiều khi chúng ta phát âm không được đúng lắm, do đó ngày hôm nay tôi xin hướng dẫn một số các bạn mà cảm thấy rằng chúng ta phát âm chưa được chuẩn hai cái từ này. Từ thứ nhất là bác sĩ thì chúng ta nên phát âm là doctor, chữ D trong cái chữ doctor này khá mạnh, và chữ C thì hơi giống như là chữ K, do đó chúng ta nên phát âm cái chữ này khá rõ là doctor. Chúng ta đừng nên phát âm là doctor hoặc doctor, thì cái nếu chúng ta phát âm hơi đớt á thì cái người bản xứ họ sẽ hiểu lầm là daughter, tức là con gái ha, con trai con gái, daughter. Do đó chữ này chúng ta phải đọc là doctor. Chữ thứ hai là hơi khó hơn vì hầu hết chúng ta có thể phát âm không được chuẩn lắm, đó là chữ điều dưỡng hay là y tá, thì chữ này chúng ta nên đọc là nurse. Nurse thì để phát âm một cách dễ dàng thì các bạn nên phát âm cái âm đầu tiên á là giống như là cái âm nưa trong tiếng Việt hơn là âm nơ trong tiếng Việt. Do đó và sau đó là chúng ta xem chữ x sau đó thì đọc là nurse chứ đừng đọc là nurse, hoặc là một số người còn đọc là nớt hoặc nợt thì hoàn toàn là không có chuẩn và rất là đớt. Do đó trở lại là chúng ta đọc là âm nưa và thêm chữ s thành nurse, chứ ta không có đọc là nurse. Nurse thì nó không được chuẩn, hoặc là tệ hơn nữa là chúng ta đã đọc nợ hoặc nược something like that thì không có hay lắm. Do đó thì các bạn nào cảm thấy là mình chưa phát âm chuẩn lắm thì nên tập lại hai chữ này để chúng ta phát âm cho đúng.